Sáng ngày 16 tháng 5, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế bứng cây xà cừ hàng trăm năm tuổi, có rễ vòng tròn tầm 45cm ăn sâu dưới lòng đất bên đường Lê Duẩn, thành phố Huế, đoạn trước mặt di tích Phu Văn Lâu và sau lưng di tích Ninh Lương Đình bên sông Hương đi nơi khác. Để bứng được cổ thụ, đơn vị chuẩn bị hai xe cần cẩu kích cỡ khác nhau và một xe múc giăng dây một phần đường Lê Duẩn để hàng chục công nhân đào cắt cây. Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế cho biết, cây xà cừ này sẽ được di chuyển đến trồng tại công viên bên tay cửa nhà đồ, chánh Nam Môn, nằm phía nam kinh thành Huế. Theo ông Đặng Ngọc Quý, cây xà cừ cổ thụ rất đẹp, tuy nhiên lại mọc lệch, nghiêng hẳn ra phía lòng đường Lê Duẩn, hướng về phía Phu Văn Lâu, khiến nhiều người đi đường rất lo lắng, có thể bị đổ khi mưa bão. Theo ý kiến một số chuyên gia thực vật tại Huế, dù tỷ lệ cây cổ thụ sống sót sau khi được đánh chuyển rất cao, nhưng việc cây sống sót và tái sử dụng cây trên các tuyến phố mới lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, thường có khối lượng rất lớn. Việc cắt rễ, đánh chuyển, tái sử dụng ở những tuyến phố mới phải đảm bảo được bộ rễ phát triển tốt, bám chặt vào lòng đất để chịu được sức nặng của cây, cũng như rung lắc khi cây ra cành tán lớn. Còn nếu không, việc trồng lại cây cổ thụ đã đánh chuyển là hành động mạo hiểm.